Ôi ra kìa tầm nè. Đông quá, đông quá. Hay là chủ nhật cho các bạn, mình rảnh mình qua cái sân ở bên chỗ bệnh viện Nhà Bè bay. Không biết coi coi mấy này bay mới đúng. Có mà là bay. Ừ. Đó. Đây là F22. Rồi đang trong quá trình setup và thử xíu nó mới bay. Khu đất ở đây rất là rộng nha các bạn, rộng lắm. Nên là thả diều buổi chiều là bữa nay chủ nhật. Hôm bữa có cái khúc bên kia nhiều nhiều mà tự nhiên bên đây giờ nhiều cũng nhiều nữa. Ôi tan đầu luôn rồi. Mấy bay kia phất đầu rồi. Vẫn bay luôn. Đó, mới cắt tóc cho nó luôn. Không đâu à. Thôi rồi. Cái này là đĩa bay luôn rồi. Rồi đĩa bay hai nữa. Đây. Giờ mình có người bạn mới làm YouTube nha. Các bạn ghé ủng hộ kênh gì ta? Máy bay vlog đúng không? Ờ đúng rồi. Đó, cái máy bay vlog thì mình để cái link cái kênh ở dưới, các bạn bấm vô đăng ký nha. Nhớ ủng hộ tôi nha anh em. Kênh máy bay vlog là chuyên làm về máy bay các kiểu và chia sẻ kinh nghiệm luôn. Đó. À đây. Đây chiếc F2 mini. F2 mini luôn nè. F2 đầu xanh vỏ đỏ. Giờ lên rồi các bạn. Rồi, dính diều. Lái đây, lái đây. Con F2 này mất mỏ rồi. Hỏi bà Lam hả? Hỏi F2 mà ta. Hơi cấm rồi.